Cậu quay phim ông cậu quay quay lén nãy giờ. Cậu quay lén gì ta nãy giờ? Quay mày chi ta không biết à? Hả? Ủa, mày về rồi hả? Lát cho Mika mượn hả? Hả? À, không muốn cho Mika mượn phải không? Rồi, Oscar xuống nó lấy hết. Oscar nó xuống nó tịch thu hết. Không biết chơi mà kéo đồ thảy ra tùm lum hết trơn, không biết chơi. Không đủ thì cái phán bộ rồi. Tôi làm tôi cái nón cho cô luôn nha. Để dù còn dư giải á, thì quăng tay cho cô làm đuôi thôi. Giả dụng á thì cô chỉ làm mấy cái đuôi. Để về nhà cô làm đuôi thôi nữa. Ok, cô làm nón cho cô đi nha, ok rồi. Rồi 12 giây con nha. Ok con cho mình. Hay quá. Hay hay hay. Cứ để đi, cứ để cho nó cười, nó làm cái nào tao quay mang lát tao lấy hình ra cũng được rồi. Bella. Nói đây à. Bella. Đi quýt kìa. Đi quýt nè, đi quýt chung chơi nè. Mèo ơi. Bella, đây nè, đây nè. Chị ta chơi em đi thôi, chị ta. Bella. Chị ta, em nó kiếm con kìa. Đây nè. Bella. Chỉ rồi, chỉ dưới. Chị ta lại đây chơi em nè. Bella. Chị ta ngồi xuống với em đi. Xuống chơi em đi con. Cầm bước lên đi, Bella. Ra đây này, cái tắm. Cái tắm ở đây thôi.
Chưa con mua rồi. Cái này chân tới 1-10 cũng được. Thôi 1-10 mấy luôn. 1-10 mấy, 15 gầm luôn. Nhiều người ta đó gầm ta mới khỏe. Thôi cái đập có nhiều con dưa này nè, để lâu nạo đỏ nữa. Thôi giờ con xẻ nè. Giờ cho nhiều khi cái dưa nó được rồi. Rồi cái dưa mà không để không có hột, có bự nó ngọt ghê luôn. Ngọt lắm. Ký có 15 ngàn. Mà mẹ con không thích. Tết mà mua dưa đó đó. 1 trái 4 ký, mua 2 trái. Trái này 1 ký 20 ngàn. Cái đó một bữa hỏi 25, chưa chút bán 15 mà dưa không hộp á. Còn cái này nè, 1 ký 20 ngàn đó, không trái... có để mua, không phải đi kiếm. Trái gì giờ dưa thì ít lắm. Ít lắm kia không à. Giờ ba dưa dài, dưa sọc được không à. Dưa sọc, mà dưa sọc nó tròn. Không có tròn luôn nữa. Không có tròn. Nó có loại dài. Bữa mợ mua trái mẹ không thích dưa sọc. Năm nào cũng phải kiếm một cặp này á. Cái mợ mua 2 trái, trái có 4 ký. Ăn Tết vô người nào tiếng nó tắt hết trơn. Đó, đã ba rồi đó. Cái bữa mình cùng bốn bốn cá bự nghĩa và bốn cá thì đổ đòn luôn. Con ơi, ba mà. Chú đã nhắc cho hả chú? Không cho con ơi, cá màu hồng. Cái đồ chán mất kỹ. Nè, cái này đúng không? Cái này đúng không đi ta? Cái này đúng không? Đúng rồi. Qua lấy cái mập mà. Bà lê nè la nội nè, về nội rồi. Em muốn bà lê vậy, em muốn bà lê vậy. Hỏi giờ sửa soạn đi về nội hả? Đó hai đồ về nội à, mẹ mới vậy rồi hả? Dạ bà vậy đó chết đi bà Bình Dương hả? Nó không nhiều đó, không nhiều đó. Đi Bình Dương hả? Lúc kia cũng chị Quốc Tử hả? Ê bà la bà lê tê 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 lê tê, tê, tê. Ten 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 a people. Tôi muốn bà lê hả ngoại? Muốn bà lê ngoại ơi. Thấy hả? Mẹ hả? Bồ mới xịn rồi. Con như là bông bóng vậy nè. Con nghe đi, con bác sĩ khám bệnh đó đi. Nè, coi khám bệnh bao la đi vậy. Hả? Bệnh. Rồi là. Rồi con ơi. Để đây nè mẹ. Thôi rồi dưới đất kìa. Rồi con lấy dao con đẻ đầu tờ đầu tiên đi. Ô đẹp không? Càng có ba chú. Ê, càng có ba chú. Ê, mi càng tả, càng có ba chú. Ủa, dao này cũng vừa luôn. Dạ. Vừa lớn. Xét nửa bụng cái lá một cái dập luôn đó mở trận năm luôn. Ô vừa luôn khỏe luôn khỏe à ngon không mày ok quá ngon ok. Nhưng mà trẻ hơi trễ á, mùng 3 đã trẻ rồi. Trời ơi, vừa này mùng 6. Bơi với mẹ lúc nào cũng mùng 6, mùng 7 bơi về quê lên là mới trẻ. Đó là mẹ tưởng mà. Ôi ôi. Rồi,
Ít hột nữa mẹ ơi. Thôi đi. Thôi à, cũng được. Cậu có lấy dưa về bệnh lên không cậu? Cho thì lấy. Trời ơi. Con kìa. Con còn kìa. Minh đang ăn rồi. Sáng chưa ăn sáng thì ăn dưa hả? Được. Được cái gì đâu. Quá trời ngon luôn. Lấy muối trắng rồi. Lấy muối trắng nè. Cười duyên hả? Cười duyên. Mày biết cười duyên, con nhỏ này không biết cười duyên. Phải không? Đó, nó đang cười duyên á, cười duyên của con. Con ta cười duyên ở đây. Rồi, cười duyên lại nè, cười duyên lại nè. Cười duyên lại nè. Bên lại Zita đâu, Zita cười duyên đâu. Mẹ. Lấy một miếng cá tôm gì trời đã quá ha, đã quá. Ghép cổ kìa cái con mày đi. Thu đi. Thu kìa. Thu, thu. Ơi. Thu. Bà đi rồi. Trời ơi, cười sống quá. Thì mày không cười còn đẹp quá, mày cười sống quá. Mày con bước vô đình đi. Rồi, xong rồi. Nãy giờ